không có thành công nào đạt được mà không có sự kiên nhẫn và nỗ lực. Thực tế, có rất nhiều người biết rất rõ nhưng hành động lại đi ngược lại so với điều đó. Họ thường tập trung vào việc làm như thế nào để tạo ra kết quả nhanh nhất, càng nhanh càng tốt. Nếu trong một thời gian ngắn chưa thấy kết quả hoặc kết quả chưa được như ý, họ sẵn sàng đổi sang một cách làm khác ngay tức khắc mà quên mất rằng quá trình là sự kiên nhẫn mới là yếu tố quan trọng. Theo quan điểm cá nhân của tôi, việc kiên nhẫn và sự kiên trì trong kinh doanh đóng vai trò quan trọng hơn tài năng vốn có. Đôi khi, chính những khó khăn vấp ngã lại là phép thử để bạn vượt qua và có một thành công vĩ đại hơn. Bởi vì tôi tin rằng phần lớn những gì khác biệt giữa doanh nhân thành đạt và chưa thành đạt là sự kiên trì tuyệt đối. Hãy hành động ngay bây giờ, đặt ra mục tiêu và làm việc chăm chỉ, học tập không ngừng và không bao giờ từ bỏ khi gặp khó khăn. Đó là cách chúng ta từng bước gặt hái thành công. Chúc bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu trên chặng đường kinh doanh của mình.